Vâng, xin kính chào tất cả anh em ạ. Chào mừng tất cả anh em đã đến với cái clip của FC Kufel. Thời gian gần đây thì có rất nhiều anh em đang quan tâm đến tựa game võ lâm trên điện thoại. Và cụ thể ở đây là con game võ công truyền kỳ.mobi sẽ open vào ngày 24 tháng 9 này. Và trong những clip trước của mình có rất nhiều anh em thắc mắc về vấn đề auto sử dụng như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này và hướng dẫn anh em cách cài đặt cái auto này nha anh em nhé. Mình sẽ làm thật sự là ngắn gọn, không dài dòng để anh em đỡ mất thời gian của anh em. Vâng, mở đầu clip thì luôn luôn có một lời chúc sức khỏe và thật nhiều niềm vui khi anh em đến với FC Kufel nha anh em nhé. Ok ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn lên giao diện game. Cái auto của bản game này thì anh em sẽ nhìn sang hai nơi. Đầu tiên là ở cái góc bên phải màn hình gần với ô xếp máu thì nó có một cái ô để chúng ta bật và tắt auto khi mà hai thanh kiếm đang chéo nhau, tức là đang bật auto. Và anh em sẽ thấy trên đầu nhân vật không có chữ tự động đánh, và khi anh em muốn bật lên thì anh em tích vào nó thì bấm vào nó thì nó sẽ lên cái chữ tự động đánh trên đầu và hai thanh kiếm sẽ chéo nhau. Ok ạ, đó là phần bật và tắt auto. Và chúng ta lại để ý sang bên góc trái của màn hình game là cái chữ cài auto đây này. Cái hai thanh kiếm màu vàng chéo nhau, đây là cái chỗ để cài đặt auto, chúng ta sẽ bấm vào nó. Thì ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến cái tab đầu tiên là tab phục hồi, tức là các tab này để bơm máu và bơm mana, tự động bơm máu mana. Thì ở đây nó sẽ có bơm theo phần trăm và bơm theo điểm. Thì cái này là mỗi phái sẽ xét khác nhau và tùy theo mức máu và mức mana của anh em để chúng ta xét. Nếu mà mức theo phần trăm, tức là ở đây mình xét là 65%, khi mà máu tụt xuống còn 65% thì nó sẽ bắt đầu bơm. Và chúng ta đang chọn ở đây là số lượng sử dụng, đó là một bình. Thì anh em nếu mà nhiều máu anh em có thể combo lên 2 bình hoặc 3 bình, cái này là tùy anh em nhé. Đó, tùy theo phái ạ. Ví dụ võ đang chẳng hạn thì chúng ta sẽ bơm mana nhiều hơn khi đặt cái mức mana cao để chúng ta bơm. Và cái mức cái bơm khác nữa đó là bơm về theo số điểm. Ví dụ anh em xét là ở khoảng độ 3000, khi máu tụt xuống 3000 thì nó bắt đầu bơm, thì số lượng thì anh em vẫn nhập ở dưới này. Và cái mức 1 và mức 2, tức là ví dụ ở trên là 65% nó bơm và nó tụt tiếp, nếu bị đối phương đánh tụt tiếp, mình ví dụ cài đặt ở đây khoảng độ máu tụt xuống 45% thì nó sẽ bơm tiếp. Vâng, ok, cái phần bơm máu mana nó rất là dễ rồi. Chúng ta nhìn xuống dưới tiếp, đó là phần thổ địa phù. Thì chúng ta sẽ chọn là ví dụ là sinh lực mà nó nhỏ hơn khoảng độ 500 hoặc 600 gì đó, tùy theo anh em nhé, thì nó sẽ phù, nó sẽ phù về nhà. Hoặc là khi nào hành trang hết ô trống, hoặc là khi nào độ bền của trang bị nhỏ hơn 10, có thể anh em cho thấp hơn cũng được hoặc cao hơn cũng được, thì nó sẽ phù về. Ok ạ. Hoặc là khi nào hết bình sinh lực hoặc nội lực, nó sẽ phù về. Khi mà anh em đã xét rồi thì anh em bấm lưu lại là được cái phần hồi phục. Ok ạ. Đến cái thứ hai là cái tab tấn công, tức là cái tab auto để đánh đây ạ. Thì chúng ta sẽ chú ý đến cái phần là tự đánh này. Khi anh em tắt và bật tự đánh thì sẽ tích vào nhá. Khi nó hiện lên cái chữ V và cái ô nó đỏ lên, đó là đang tự đánh. Và phạm vi và tiếp cận thì cái này nó tùy theo từng phái ạ. Đây mình đang ví dụ như phái Côn Lôn thì cái tầm đánh của phạm vi hiệu quả của nó là 512. Thì chúng ta sẽ set cái auto cho nó tiếp cận là 512. Và cái phạm vi này thì tùy theo anh em này, phạm vi có thể anh em set là lớn hơn hoặc nhỏ hơn cái tiếp cận. Thì ví dụ là nếu mà nó lớn hơn cái tiếp cận thì nó sẽ đi đuổi, nó đi dí. Còn nếu mà bằng thì là nó ở cái mức độ trung bình. Còn nếu mà anh em mà muốn cho nó không dí thì set nó nhỏ xuống, cái phạm vi nhỏ hơn cái tiếp cận, tức là nó sẽ không dí. Ok ạ. Và mấy cái này thì dễ lắm rồi ạ. Đánh quái, đánh người, xuống ngựa, phái nào xuống ngựa thì tích xuống ngựa, phái nào trên ngựa thì bỏ cái xuống ngựa đi ạ. Đánh quái thì tích vào đánh quái, và đánh người tích vào đánh người nha anh em nhé. Và ở đây có một cái đặc biệt là ưu tiên khắc hệ và ưu tiên bot. Ưu tiên khắc hệ tức là nó sẽ chọn ví dụ hai nhân vật
đối phương đang đứng cùng một cái khoảng cách như nhau thì nó sẽ ưu tiên con nào khắc hệ nó đánh trước, và cái con khắc hệ nó cái con không khắc hệ nó đánh sau. Và trong cái đám quái mà ví dụ có một con boss nó ra thì anh em tích vào ưu tiên boss thì nó sẽ đánh con boss trước. Còn cái này là cái phần tọa độ lên bãi và tọa độ đánh, thì cái này là anh em tự xét nha anh em nhé. Cái này phần này rất là dễ, anh em lên bãi anh em bấm vào thôi là được. Còn cái phần quây quái thì anh em tích vào nó sẽ quây quái. Và phần theo sau, ví dụ anh em muốn theo sau một ai thì anh em sẽ bấm vào cái dấu tam giác này, nó sẽ hiện lên một bảng những cái tên này. Thì muốn theo sau ai thì anh em tích vào người đó và sau đó bấm theo sau tên. Ví dụ còn trong PT thì anh em muốn cho nó theo sau đội trưởng thì anh em tích vào thì nó sẽ tự động đi theo cái chủ PT. Sau đó anh em bấm lưu lại là được cái phần thứ hai. Ở đây có một cái tab là mình nói thêm, ở đây có một cái ô là hậu cần nữa. Hậu cần này nó sẽ liên quan đến cái tab hậu cần bên này, xét mua thuốc. Thì nếu anh em nếu mà tích vào hậu cần thì cái phần hậu cần bên này nó sẽ hoạt động. Ok ạ. Tức là khi mình xét cái này là về mình mua thuốc chẳng hạn. Đây ví dụ bây giờ mình muốn mua cửu chuẩn hoàn đơn đúng không ạ? Rồi mình set cho nó mua 10 bình chẳng hạn, thì mình sẽ bấm vào đây. Ok. Thì bên này mình sẽ tích vào hậu cần thì bắt đầu nó mới làm việc nha anh em nhé. Thì nó mới bắt đầu nó chạy nó đi mua thuốc. Ok, đó là ta tấn công đã xong nha anh em ơi. Và chúng ta bấm lưu lại. Chúng ta sang đến tab thứ 3 là tab búp và nhặt đồ. Đầu tiên thì dòng đầu tiên là búp hỗ trợ cho Thiên Nhẫn và Võ Đang. Thì anh em nếu là phái Thiên Nhẫn và Võ Đang thì anh em tích vào. Và cái dòng thứ hai là dòng của Ngami. Ngami thì ở đây anh em có thể điều chỉnh là 80% hoặc 90%. Tức là khi đồng đội của mình tụt máu đến cái tầm đó, hoặc là bản thân mình tụt máu đến tầm đó thì nó sẽ bắt đầu búp từ hàng phổ độ. Thì có thể là búp cho đội này thì anh em tích vào, tức là sẽ búp cho cái PT của anh em. Hoặc là búp màu này thì những người cùng màu nó sẽ búp. Ok ạ. Đó là phần búp của Ngami và Thiên Nhẫn Võ Đang. Và tiếp tục đến cái phần tổ đội. Tổ đội thì ở đây chúng ta thấy là không mời tất cả và không nhận tất cả. Thì cái đây anh em set, anh em tích vào cái tam giác ngược đây anh em nhé. Thì anh em muốn mời làm, nếu làm đội trưởng thì anh em bấm vào đây luôn mời tất cả, hoặc là không mời tất cả thì anh em chọn vào nhá. Đó, đây thì anh em chọn vào thì nó sẽ tự động PT. Luôn nhận tất cả, ok ạ. Rồi bây giờ thì đến cái đoạn là rời PT khi đội nó ít quá thì anh em sẽ tự rời, hoặc là khi mà khai trừ một người nào đó, ví dụ người ta không ở gần với cái PT trong một thời gian nào đó, ví dụ tầm 30 phút chẳng hạn, thì nó sẽ tự kích cái người đó ra. Đó là dành cho, cái này là dành cho đội trưởng anh em nhé. Và tiếp tục đến cái phần nhặt đồ. Phần này là khá quan trọng đây. Ai cũng thích nhặt đồ cả, ai cày cũng thích rớt đồ để nhặt đồ cả, rất quan trọng. Thì anh em sẽ tích vào là tiền và vật phẩm để cho nó nhặt. Và cái khoảng cách này là cái khá là quan trọng. Anh em set nó ở một mức vừa phải thôi. Tức là ví dụ ở đây mình set là cho nó nhặt khoảng độ 120 chẳng hạn. Thì nó ở trong cái khoảng 120 nó sẽ chạy tới nó nhặt. Anh em mà set cái này lớn quá thì tức là nó sẽ chạy nhặt rất là xa. Và đôi khi cái vật phẩm nó đang ở một cái góc không thể nhặt được thì nó sẽ bị rối ạc. Nên anh em chỉ để tầm thấp thấp thôi nhá. Tầm 200 quay về là được rồi ạ. Và tiếp tục là đến cái ô tam giác dưới này thì anh em tích vào. Anh em có thể là chọn là nhặt vũ khí trang bị tất cả hoặc là vũ khí trang bị màu. Thì nó sẽ nhặt vũ khí trang bị màu, cái đồ trắng nó sẽ không nhặt nhá. Ok ạ. Và anh em tích vào tự xếp đồ thì nó sẽ tự xếp. Hoặc anh em xếp bằng tay. Thì anh em cái bên hành trang này nó có cái chỗ sắp xếp này anh em này. Đó. Thì anh em xếp bằng tay kiểu này. Hoặc là để auto thì anh em tích vào. Và nhặt trong thành nữa. Thì cái này đơn giản rồi ạ. Anh em tích vào thì ở trong thành nó vẫn nhặt, còn không tích thì nó sẽ không nhặt ở trong thành. Sau đó anh em lưu. Rồi đến phần thứ tư là phần lọc đồ. Phần này là dành cho đi chen ạ.
vừa mới nhặt được đồ rồi giờ muốn lọc đồ cho anh em nhé. Thì anh em sẽ nhìn cái bảng nó rất là dễ thôi ạ. Bấm vào tự lọc đồ này. Đầu tiên là set cái thằng này trước, sau đó anh em bấm vào đây và bấm lọc theo thuộc tính như thế này. Thì bây giờ các cái dòng này anh em tự điền thôi ạ. Ví dụ anh em muốn nhặt những cái dòng là hút sinh lực thì anh em bấm vào, ví dụ là bấm vào 3 thì nó sẽ giữ lại những cái hút sinh lực từ 3 trở lên. Và dưới này cũng vậy, ví dụ anh em muốn chọn vào kháng độc, anh em muốn nhặt những món đồ kháng độc là từ 18 trở lên, anh em viết vào là 18 thì những cái món kháng độc từ 18 trở lên nó sẽ giữ, và dưới 18 thì nó sẽ ném, nó không giữ lại. Ok, phần này rất là dễ, anh em tự xét lấy. Anh em muốn nhặt cái đồ theo thể loại này anh em tự xét ha. Cái này dễ rồi ạ. Ok, xong cái phần lọc đồ. Sáng tác hậu cần thì mình cũng vừa nói rồi. Cái này thì đơn giản là anh em xét về nó muốn mua những loại nào thì anh em xét nó ở đây thì nó sẽ tự đi mua ạ. Ok, cái này là dễ rồi. Và phần tự bán đồ, tức là nó nhặt về nó sẽ tự bán thì anh em tích vào đây và lọc theo thuộc tính thì đây. Thì cái bảng này quay lại cái bảng lọc đồ rồi. Đó, thì anh em cũng làm y hệt như vậy nhá. Ok. Rồi ok, đến tiếp theo là đến chỗ rút tiền. Ví dụ anh em về nhà, về để đến giường, anh em để rút 50 vạn chẳng hạn thì nó sẽ rút 50 vạn. Và khi lên bãi, thì anh em để không thì nó sẽ gửi hết tiền vào giường. Nó sẽ không giữ đồng nào nữa, nó tự cất tiền vào giường để nó lên lại. Tự sửa đồ thì anh em tích vào cho nó sửa đồ. Tự mua thổ địa phù thì cái này thì nếu anh em có sẵn thổ địa phù trong giường thì không cần. Còn nếu mà không thì anh em tích vào để cho nó tự mua phù, để nó lên nó còn có cái nó phù về. Và tiếp tục nữa là quay lại bãi thì anh em bấm vào đi xa phù, trở lại địa điểm cũ. Hoặc là anh em có thể là xét lại đi những nơi qua 1, 2, 3 thì theo cái con nhân vật của anh em lại xa phù để biết. Còn thường thường là để lại điểm cũ anh em nhé. Lưu đúng điểm nhớ nó sẽ quay lại. Và nó tự cất đồ vào dương luôn ạ. Thì anh em tích vào dương 1. Nếu anh em có dương 2 tích cả vào dương 2. Có dương 3 tích vào luôn dương 3 thì nó sẽ gửi vào những cái dương đó. Anh em bấm lưu lại. Ok, một phần cuối nữa, cái tab cuối nữa anh em, đó là tab khác. Tab này thì nó chỉ có là nhập lời giao, tức là tự động giao các cái tần số anh em nhé. Và cái thứ hai là ăn những cái vật phẩm khi mà đi chen, tức là như tiên thảo lộ, thiên sơn bảo lộ, quế hoa tiểu. Thì những cái vật phẩm nào mà anh em dùng trong thời gian bao nhiêu á, ở đây nó tính bằng phút thì anh em chọn vào cái số phút anh em nhé. Như tiên thảo lộ là 60 bình, xin lỗi anh em là 60 phút một lần. Thiên sơn bảo lộ thì 60 phút một lần. Và quế hoa tiểu là 30 phút một lần. Ok, cái này anh em khi nào dùng thì anh em tích vào nhá. Ok ạ. Thì bây giờ mình đã set được cái auto rồi, mình sẽ thử cho nó chạy anh em nhé. Đây mình đang set sang bên hậu cần là nó sẽ rút 100 vạn và giữ tiền là sẽ không giữ đồng nào trong người. Nó sẽ mang không lượng khi mà đi chen. Còn mình set cho nó mua 90 bình ngũ hoa ngọc lộ hoàn. Ok ạ. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lưu lại nhé anh em nhé. Và thử test xem nó sẽ auto nó sẽ hoạt động ra sao nhé. Đây, mình sẽ lưu dương ở tương dương. Ok, và bây giờ cho auto bắt đầu làm việc. Từ từ đã, lên bãi đấy anh em ơi. Luyện công cấp 90. Và mình sẽ bật auto nhá. Vâng, khi này nó đang còn máu nha anh em nhá. Mình thử vứt hết máu đi xem ạ. Ok, nó đã phù về. Bởi vì ở đây mình xét là phù về khi mà hết bình sinh lực thì nó sẽ tự phù về. Vâng, bây giờ nó đã phù về để cho nó làm việc anh em nhé. Vâng, nó sẽ tự đi mua thuốc ạ. Rồi nó tự mua 90 bình. Sau đó nó sẽ về nó cất tiền. Cái giường ở đây nó hơi khó mở anh em, nó quay quay mãi nó chưa mở được. Ok, bây giờ nó cất tiền đó còn không lượng. Và nó sẽ tìm lại thằng Sa Phu để nó quay lại điểm cũ.
Vâng, và quay lại tự chen anh em nhé. Ok, như vậy là auto đó đã hoạt động được rồi đấy anh em ạ. Và clip của mình xin dừng tại đây anh em nhé. Đây chỉ là những cái hướng dẫn cũng chưa được chi tiết lắm, nhưng mà có lẽ là đã đủ cho anh em có thể set được cái auto cho cái con game này rồi. Có cái điều gì thắc mắc thì anh em cứ comment ở dưới anh em nhé, mình sẽ cố gắng hết sức để giải đáp anh em. Tạm biệt tất cả anh em nhé, đừng quên giúp mình một like, một cái follow với cả nhà nhé. Bye bye tất cả anh em ạ.